Tôi chào các bạn, hôm nay Nhi nghĩ cuộc sống ở Mỹ sẽ cắt cái áo đầm liền quần nha cả nhà. Hồi lúc hỏm thì Nhi cho clip trước là Nhi chỉ may thôi, may xong rồi Nhi chưa có cắt với may. Bây giờ Nhi sẽ cắt kèm Nhi may luôn. Đó, bây giờ giải thì Nhi đã trả thẳng im rồi. Đó, thì bây giờ Nhi sẽ đặt cặp lên. Nhi sẽ đặt cặp lên, Nhi sẽ cắt nha các bạn. Các bạn đặt gặp lên là vừa cái giấy gặp và cái miếng vải nó bằng nhau, lai bằng lai, sườn bằng sườn. Cắt xong cái thằng trước rồi đây cả nhà ơi. Đó. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành tách cái áo nha. Lai và đường chọc của viên của vải thì các bạn để bằng nhau. Và sau đó thì để gặp vô. Sóng của gặp và sóng của vải bằng nhau. Rồi cứ thế thì các bạn sẽ cắt nha. Bây giờ Nhi sẽ cắt cái thân sau trước. Nhi sẽ cho các bạn xem nha. Đó, đây là hai cái thân quần. Đó, hai cái thân quần trước và thân quần sau. Thân quần trước thì nó có cái cạnh túi đó cả nhà. Cạnh túi xéo. Đây. Còn bên đây là túi quần. Đó, túi quần Nhi cũng cắt theo cái miệng túi xéo luôn. Còn đây là hai cái lót của thân trước và thân sau. Còn đây là dây. Đó. Dây áo và bên đây là hai cái thân trước và bên kia là hai thân sau. Đó, bây giờ Nhi bắt đầu Nhi tiến hành Nhi cắt nha. Miếng lót thân trước nè cả nhà. Ở đây là cái dòng nách. Bên đây là cái đường cổ. Thì đây là chính giữa đường nối thân trước thì Nhi sẽ nối một phân nha. Bề phải ụp lại. Nhi sẽ nối một phân. Đó. Các bạn nối một phân xong rồi sẽ tiếp tục may sợi dây. May cái sợi dây đây, nó có hai sợi. Bây giờ Nhi sẽ nhập lại, Nhi sẽ may 5 ly. Hồi Nhi sẽ lộn ra. May 5 ly bằng kim dịch nha cả nhà. Hồi Nhi sẽ lộn ra. Bây giờ kế tiếp thì Nhi sẽ nói cái thân trước dễ chính luôn nha. Đó, cũng nói cái lằn giữa một phân luôn. Đây, sau khi Nhi nói lần trước lại rồi đây, đó, đây là cái cổ trái tim nè. Đó, bây giờ Nhi sẽ gắn sợi dây vô nha cả nhà. Đây, trước khi mà gắn sợi dây thì giờ mình lột con dây nha. Các bạn sẽ xỏ cộng chỉ xong các bạn xỏ vô trong cái cuối cái đầu dây. Rồi các bạn dùng cây kim lòn vô trong cái cọng dây nha. Rồi, đó, đây, dây, đó, các bạn lòn vô. Rồi cứ thế thì lộn hết hai cọng dây. Đây, sau khi Nhi đã kéo cọng dây rồi đây, cả nhà thấy không? Đó. Các bạn dùng tay vuốt kéo dài ra là cọng dây ra xong rồi thấy không? Đó. Đây, bây giờ lấy cái thân trước này, Nhi sẽ để cái bề phải nằm lên. Rồi Nhi sẽ để cọng dây lên, Nhi sẽ may cọng dây vô một phân nha cả nhà. Ngay chân đầu vai nha. Đó, may vô một phân. Đó, bây giờ Nhi chân cái chỗ này có được cái vuốt nữa không cả nhà? Đó, ngay chân cái phần cái tim á, nó có cái vuốt rồi đó. Rất là đẹp luôn. Đó, Nhi đã gắn dây rồi vô xong hết rồi. Bây giờ Nhi gắn hai bên sườn vô nha các bạn. Đó. Bây giờ sườn thì hai bên cái sườn phải ép lại thì Nhi sẽ ráp một phân đó. Sau khi may cái áo xong rồi thì giờ Nhi sẽ may tiếp cái quần nha. Cái quần là Nhi sẽ may hai cái miệng túi, miệng túi của cái quần, cái thân quần và cái miệng túi của cái lót túi Nhi sẽ ụp lại. Nhi sẽ may một phân. Sau khi may một phân rồi thì Nhi sẽ lật qua, Nhi dằn ly một ly bên cái đắp túi nha, bên cái miếng túi nè. Đó. Đây, sau khi Nhi đã dàn một ly về đây. Đây nghe cả nhà, đó, dàn một ly nè. Bây giờ khi may túi xong rồi thì Nhi sẽ xếp cái ly nha. Cái ly trước, cái này là thân trước nè. Thân trước thì Nhi xếp cái ly 2 xăng. Đó, Nhi xếp cái ly lại 2 xăng nha cả nhà. Đó, thì 2 xăng, thì bên đây 2 xăng nữa là xếp 2 cái ly. Bán thành phẩm của cái túi Nhi đã ráp rồi đây. Đó, ở đây là cái miệng túi nè. Đó, thấy không? Thì từ cái cạnh túi này nè, Nhi lấy qua đây, từ miếng này qua đây 6 xăng nha cả nhà. Đây. Đó, rồi ship con nè, các nhà thấy đẹp. May túi xong rồi, bây giờ Nhi sẽ ráp sườn nha. Đó, hai bên sườn, bề phải ép lại. Bây giờ Nhi sẽ ráp nha, hai bên sườn Nhi ráp một phân đều. Đây, bây giờ Nhi sẽ dịnh hai bên sườn bằng nhau. Đó, dịnh thẳng. Đỡ đầu Nhi sẽ ráp đều một phân nha cả nhà. Sau khi gắp sườn ngoài xong rồi, bây giờ Nhi sẽ gắp sườn trong nha cả nhà. Đó, sườn trong nè.
Bây giờ Nhi Em sẽ gác gác thì cái đáy sau Nhi chừa từ trên lưng đi xuống dưới đây đang gác dây kéo là 18 cm nha. Đây Nhi có làm dấu phấn nè. Đó. Bây giờ Nhi sẽ gấp đáy vô. Giờ Nhi sẽ gác cái thân áo nè và cái thân quần gấp liền với nhau eo các bạn. Bây giờ Nhi sẽ gác vô là đều một phân hết trơn luôn. Rồi sau đó thì Nhi sẽ may dây kéo. Gáp đều một phân nha. Bây giờ Nhi sẽ may lay quần. Đó, lay quần thì Nhi sẽ may to bản là một phân. Đó. Nhi sẽ may to bản là một phân. Nhi chai dây kéo vô nha cả nhà. Đây. Đó, bây giờ Nhi sẽ chai dây kéo vô. Sau khi Nhi đã may xong rồi nè cả nhà. Đó, Nhi đã may xong rồi đây. Bây giờ Nhi sẽ mặc thử cho cả nhà xem nha. Thấy không? Eo thon, mông đùi rộng thẳng, rất là đẹp. Em cả nhà, Nhi đi tới xíu cả nhà xem. Cả nhà sang lắm. Đó. Bộ này bây giờ là đang hot đó cả nhà. Rất là đẹp. Thấy không? Đó. Cái này cả nhà phối dài cao, nhìn rất là sang. Cả nhà thấy không? Đây nè. Đó. Túi rất là sâu. Đó. Đẹp lắm luôn các bạn ơi. Cái kiểu này là rất là chuộng luôn á. Ở đây nè Nhi, ở đây nè, đó, Nhi có mai dúng nè. Đó, thân hình vừa dặn luôn. Cái này là đồ của khách cho nên là cái eo cũng hơi rộng chút xíu nha cả nhà. Không phải ni của mình cho nên là hơi rộng tí xíu. Nếu như mình ni của mình là sẽ siết vô đẹp lắm. Đó. Cái này Nhi mặc cho các bạn xem đó. Này cũng khách thôi. Rất là đẹp. Vậy thôi cả nhà xem nhớ ủng hộ cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Hơi Bỉ nha. Nhi xin bye bye, chào đi các bạn. Bye bye.